Có nhà rồi. Trời trời, nước nước miếng. Ai Anh nuốt chứ, tém tém là chứ, để nó nhiễm để nó nhiễm cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại cái kênh YouTube Thằng Mập Phước của Mập với lại với Kim nha. Hôm nay hai đứa mời cả nhà ăn phá lấu nha. Phá lấu thì gồm có bao tử nè, lỗ tai nè, lưỡi nè và ruột, với lại một cái giò bành kỳ. Cái giò này là best seller nha cả nhà. 966g cả nhà. Tưởng đâu 900 mấy chục ngàn chứ. Mời cả nhà nha. Bây giờ anh sẽ uống nước. Bên đây có một mâm rau thì có hoành tráng nữa nha. Để dưới đây đỡ đi. Chút anh em lên. Bây giờ mình sẽ cắt ra cái giò ra nha. Ăn kèm với lại cái nước sốt hoặc là muối tiêu chanh. Em cắt cái ra đi. Cắt mấy cái đó ra đi. Để bao tay vô cắt cho dễ. Đó, đây là cái bao tử nè cả nhà. Thì mình chỉ mua nửa cái thôi. Mấy cái lộn xộn đó thì 700-800g. Đó cái nhà ơi. Trời trời, nước nước miếng. Ai? Anh nuốt chứ, tém tém là chứ, để nó nhiễm để nó nhiễm cả nhà. Cả nhà thấy không, mình không nhìn nhưng vậy mà là chứng tỏ là đồ ăn nó ngon cả nhà, nó thơm á. Nhìn phá lấu này nhớ phá lấu khìa ghê. Ủa bao tử chứ, bao tử khìa cả nhà. Đó, đoạn này là cái lỗ tai. Hấp dẫn không cả nhà. Cái này là phá lấu khìa nước dừa á nha. Hình như Mập có quay trên kênh Mập 1-2 lần gì phải. Mua. Rồi như đó trước đi. Cái tô để đây luôn nè. Để gì thì đâu có thấy. Gào. Đây em cắt cho. Thôi em cắt cho, anh ăn trước đi. Em ngồi đây em dễ cắt hơn. Đeo bao tay vô. Đây là cái lưỡi nè cả nhà. Và cái nhà nha. Ăn một miếng phá lấu này cái này. Em dẹt dẹt anh để này vô đó. Anh dẹt đi. Cái này là ruột. Ủa mắc gì mình không đeo cái bao tay vô, mình cầm mình cắt cho dễ trời. Nói vậy đó, anh đã phát hiện ra điều đó. Ruột cả nhà. Hay là thú linh đó nha. Còn nó ăn cay nữa luôn. Đây, đang cắt kìa, đây. Nè. Bánh mì đâu, đem bánh mì ra. Nè. Làm thumbnail hả? Mời cả nhà nha. Mình thèm ghê ta.
Ê, ê. Ê. Ngon. Ăn cái bánh mì cả nhà. Nó dai mà nó thơm. Thơm cái mùi đúng của cuộc hè luôn á. Ở đây người ta khen nước dừa. Có cả chua nữa cả nhà. Ngon quá. Em ăn mình nữa không? Ăn thử cái giò heo đi. Thơm. Đấy nè. Ngon lắm. Ừ. Nhìn nó cũng mỡ cả nhà. Nhưng mà mỡ giò heo thì ăn nó không ngán. Hôm mở ra không ngán thì đó. Chấm thử muối tiêu ăn ngon á. Giống như là cái này nó ngọt cả nhà. Ngọt ngọt. Mình chấm vô cái này. Nó mặn mặn chua chua. Nếu được chưa ăn thử bao tử rồi. Ngon thật sự luôn. Lần đầu tiên ăn ở đây phải không? Phá lấu giò heo kha thi. Cái chua này cũng ngon. Ăn uống rồi. Mình ăn tay heo. Bữa đời à, đổi ly nước á. Mình mong có mấy chị vô cự quá trời luôn. Chứ đừng có đổi. Ông thích ăn quá không? Bắt chết hôm nay đâu. Có đây bà thầy.
ăn anh đấm tới mà cay hay à. Dạo này ăn cay ghê luôn á. Nó dẻo dẻo mà nó mềm nữa nha. Lại à, một clip clip chấn động mà chọc thèm cái nhà nữa rồi. Gạo đây nó tươi xanh. Ở đây thì có rau không? Vít cá. Lá cách. Cốc non. Cái gì nữa này là gì chứ mà? Nào. Có lá xài. À đúng rồi. Có cốc non nữa cả nhà, ăn ngon. Lá cốc. À, lá cốc non đó bà. Không. Cuốn hả? Cuốn như là miếng thịt. Ừ. Ăn hết đi sắc rồi nữa. Cái nhà đừng có sợ cái này là màu. Mình nghĩ là nước dừa nó cũng lên màu vậy á. Nhìn là biết nó màu nước dừa liền. Màu nước dừa này là kiểu như là nấu chưa tới nè, mà tới nữa là nó còn đen, nó còn đỏ nữa. Nó đen luôn. Cái này mới vừa tới thôi á. Với lại đó, khi mà mình ăn cái gì màu á, mình cầm cái tay mình dính màu liền. Mà ai mà làm mà cầm mà không dính là người đó chắc cũng nghệ thuật lắm á. Đúng không? Tự nhiên cuốn nó cách ăn á. Ngon không? Thử không? Cuộc đời gì anh không biết là anh hay thử. Giống như đó anh quen em á, quen thử cái ai ngờ dính thiệt. Buồn cười không? Còn em là xui thiệt mới dính anh. Còn em thì đang nghĩ tới chuyện mai này. Mai này sao? Mai này thử ấy hả? Thử mấy cô gái khác hả? Thử có người yêu á. Sao em với mẹ hay vậy? Chưa bao giờ, nó nhỏ nghe cả nhà. Chưa bao giờ thấy một người mẹ vợ nào mà sợ con ghế mà có vợ bé giống như bà vợ mẹ vợ của Mập. Ngon thật nha. Ngon. Mập quá cả nhà. Phá quần áo đẹp lắm. Cay quá. Cái là ẩm mua quần áo á. Cái mẹ nó là thằng gì tối ngày quần quần áo áo. Cái sể nghe là Mập á là Mập thấy ngọt. Mà bà này mới như là ngon mà không có ngọt. Cái Mập cứ nói á. Cái mẹ nó nói vậy chấm 11 mày ra đường mày gặp nhỏ như nào á ngọt cái mày đi theo nó luôn quá. Thằng gái bị cô đơn tuổi xế chiều cao quá Mập quá bị ngắn ớn hả bự quá nó gần trong giò nhiều cũng. Chưa ăn rửa bài ăn rửa bài thử rồi. Ngon thiệt.
Nãy giờ ăn bánh mì hả? Giờ là hết cay đó. Chuẩn bị cắn ớt tiếp. Có nhiều bạn không thái cắn ớt lắm. Ngon. Bao tử. Có vẻ anh thích món này nghe nó biết chưa? Cái gì á? Món này nào? Bao tử hả? Không, ý là mà món phá lấu á. Anh thích không? Không được. Cái nhà cũng hay làm lắm đó nha. Ừ. Mà ở ngoài miền Bắc á, người ta không biết phá lấu là gì cả nhà. Kiểu như cái món phá lấu này là ở Sài Gòn, dưới miền Nam hay sao á. Mấy nhiều anh chị xem mới hỏi phá lấu là gì. Mình uống hết bao nhiêu đây là một lít rồi đó. Là phá lấu á. Thì giống như là nó nội tạng. Từ trước á là nội tạng của con heo. Rồi người ta nấu lên có cái vị giống như thuốc bắc nữa. Phải không? Hầu rồi đồ. Ừ. Quế có rồi mấy cái đó. Ừ. Mà nó rồi ta nấu mùi rồi. Gì vậy? Nấu với nước tương hoặc nước mắm. Nước dừa. Sao này cái người ta nấu giò heo mà. Ừ. Người ta nấu vịt đồ người ta cũng nấu luôn. Vịt với bò với gà thì người ta sẽ nấu với nước cốt. Còn lúc trước thì chỉ có nội tạng thôi. Đặc biệt là ruột với thú linh nữa là nhiều. Hôm nay mình ăn muối tiêu ngon ghê. Hồi đó giờ em ghét ăn muối tiêu lắm. Ngon quá, mà hơi ngán rồi. Món này ha. Ăn rau ngon quá. Anh cũng cuốn nữa. Salad luôn không? Cuốn lưỡi. Cuốn lưỡi.
cuốn lưỡi. Sao mà chưa ăn cái gì tôi không có thấy cuốn rồi chứ sao? Ngon. Dạ, hết hồn. Không bắp cái ớt. Có đâu, ớt ăn trong đó mà. Ở ngoài cũng đâu có ớt đâu. Ngon cái ngợi. Cuốn lá cách. Lâu lắm rồi mới ăn lá cách ha. Không ta. Lâu lắm rồi mới ăn bánh xèo của hổm á. Mà không có lá cách mà. Hổm lá lốt. Hai vợ chồng ở nhà hết cả nhà. Ở nhà là cãi nhau ha, mà cãi là xanh tới lửa một vấn đề gì đó, đứa nói đứa quên đó. Cãi nhau thiếu điều lộn. Không bà nào chịu thua bà nào. Mà rất mà. Nó gì quá người ta. Trời ơi trời. Đáng bậm quá chết. Lúc mà gì? Không tính nói gì quá. Giò nãy gần ký không? Còn ở kia thì 700-800 gram nữa. Một ký mấy. Ngon quá. Ngon ngán rồi. Em vẫn còn trụ nổi. Không, nói thật, nói là nhiều lắm á. Cái giò này chứ ăn hơn nửa giò, em ăn có mấy miếng chứ mấy. Ngon thiệt. Giò heo này cái nè. Mình thấy là nó mềm. Ở ngoài thấy cứng nè. Kiểu như nó cũng gãy gió nãy giờ. Ở trong thì nó mềm. Mà đó. Nó còn giòn. Chứ không phải là nó mềm mấy kiểu mà. Mà cái gân của nó nha, nó trong veo hả? Ừ. Không biết người ta cẩm quá chắc gì mà nó trong dữ. Nói chứ là. Nó chơi. Chứ ăn mấy lần rồi mà. Nói cho mảnh này ngon cả nhà. Biết hả? Ở nhà biết mập á, rồi ấp mà đó hả? Cái này ở bên quận 8 á. Mà Dương Bá Trạc mà gần cuối đường cả nhà. Là muốn ra Nguyễn Thị Thập rồi. Mà chạy qua tới bển mua ăn á. Ở nhà biết cái sự thu hút nó thế nào á. Hôm nay bên đây có chi nhánh rồi. Thôi anh thăm xong rồi đó. Cái thịt nó giòn. Mình nghĩ là nó sẽ mềm. Nhưng mà không phải là nó mềm như mình hầm nha. Đúng rồi nha. Mà nó mềm nhớ còn độ dai. Mà cái này anh nghĩ là mới luôn. Nhiều khi á, ăn chút những cái mà nếu như ngày hôm trước người ta bán không hết
người ta sẽ hâm lại, mà hâm lại là mập chứ mấy kem ăn là nghe cái mùi là biết liền luôn. Chứ là đồ hâm ăn cái nhà dễ biết lắm, có mùi giống như là nó sẽ hơi nhẹ nhẹ nha, ê ê với lại nó gắt. Ừ, mà đặc biệt một cái nữa là nước dừa này mà hâm một cái là nó đen mà nó ngả màu liền hả cả nhà. Không hề nhận một đồng miếng cáo, là mua vẫn trả tiền bình thường nha nha. Ngon. Mấy mâm lan kìa. Rau thì tươi, ngon. Nước sôi thì 10 điểm. Không nhau. Rồi. Rồi thì hai đứa hôm nay ăn bánh mâm lan, không chưa ăn. Ăn giò heo với lại bộ đồ lòng khìa cả nhà. Cái gì phá lấu nó thì mong là cái nhà sẽ ủng hộ Mập với lại bé Kim nha. Với lại nếu mà yêu thích Mập với lại bé Kim thì cho clip một like, và nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập với lại bé Kim nha cả nhà. Còn bây giờ thì cảm ơn cả nhà đã giờ để xem hết clip của Mập với bé Kim nha. Hẹn cả nhà vào 6 7 giờ tối ngày mai. Bye bye.